nay mình review cái dự án Vinhome Ocean Park 2 G-Empire. Đây là cổng chào cũng là biểu tượng của dự án. Sau cái thành công của Ocean Park 1 thì Vinhome Ocean Park 2 thì đang triển khai và mở bán giai đoạn 1. Mình đang review này, cảnh quan rất là đẹp. Đây là phía ngoài giáp đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Phía này là đi về Hà Nội. Còn hướng bên này sẽ là đi thành phố Hải Phòng. Cái đường sáng lung linh rất là đẹp. Hiện tại đã vào thời điểm buổi tối rồi. Ở phía bên góc kia, bên cạnh cái biểu tượng kia này sẽ là các tiện ích trường học thì từ mầm non đến trung học cơ sở và trung học phổ thông và công viên. Đây là biểu tượng của dự án. Đây là con hồ nước đã được làm, nước rất là đẹp. Ở phía mình đứng đây sẽ là cái khu phân khu cỏ xanh. Phân khu cỏ xanh thì gồm có các sản phẩm biệt thự liền kề shop house. Các căn biệt thự thì cao 4 tầng và các căn liền kề và shop house thì cao 5 tầng. Hiện tại thì dự án đang mở bán. Thì các bạn quan tâm đến căn hộ dự án thì liên hệ số điện thoại 0913374482. 0913374482 để có thông tin chi tiết về dự án và giá bán. Hiện tại dự án đang mở bán đợt 1, đã ra hàng phân khu Trà Là và các phân khu dọc ở mặt đường quốc lộ này, gồm có phân khu Cỏ Xanh, phân khu Hải Âu và phân khu Đảo Dừa. Đây là ba cái phân khu ở mặt đường, cũng là đường cao tốc đi Hà Nội Hải Phòng. Đây cảnh quan rất là đẹp, đã hình thành. Đây tiến độ thì các phân khu, có phân khu thì đã xây đến tầng 5 rồi, và một thời gian ngắn nữa là đã có hợp đồng mua bán để ký cho các khách hàng đã cọc và mua giai đoạn 1. Thì đèn sáng rất là lung linh. Hiện tại là thời gian đã là buổi tối.